Xin chào tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sáng hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật giá mít Thái cho bà con tham khảo. Do giá mít biến động, lên xuống liên tục nên bà con nhớ theo dõi, cập nhật tình hình giá thường xuyên để bán cho đúng giá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi sáng hôm nay, giá được cập nhật lúc 9 giờ sáng. Theo thông tin nhận được từ anh em thương lái, thì giá mít Thái hôm nay giảm nhẹ bà con, giá giảm mạnh ở các khu vực. Bà con lưu ý, đây là giá thương lái cắt tại vườn để bà con tham khảo, nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái, tuyến đường vận chuyển xa hay gần so với vườn mít mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng trên kg so với bảng giá nhẹ bà con. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình, cho bà con tiện theo dõi, mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang. Mít nhất 26.000 đồng trên kg, mít nhì 21.000 đồng trên kg, mít bi 14.000 đồng trên kg. Ở Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, sáng nay giá mít cụ thể như sau. Mít nhất 25.000 đồng trên kg, mít nhì 20.000 đồng trên kg, mít bi 14.000 đồng trên kg. Khu vực Long An, giá thương lái thu mua tại vườn. Mít nhất 27.000 đồng trên kg, mít nhì 22.000 đồng trên kg, mít bi 14.000 đồng trên kg. Còn khu vực Tiền Giang, mức giá thương lái thu mua tại vườn luôn ở mức cao hơn so với các tỉnh lân cận. Mít nhất 28.000 đồng trên kg, mít nhì 23.000 đồng trên kg, mít bi 15.000 đồng trên kg. Khu vực Đồng Nai, Bình Phước và Vũng Tàu, giá mít thương lái cắt tại vườn. Mít nhất 22.000 đồng trên kg, mít nhì 18.000 đồng trên kg, mít bi 13.000 đồng trên kg. Khu vực Tây Nguyên, mít nhất 18.000 đồng trên kg, mít nhì 14.000 đồng trên kg, mít bi 10.000 đồng trên kg. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để xem video của mình. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh A Huy Vlog nhé. Mình sẽ thường xuyên cập nhật giá mít cho bà con mình theo dõi để bán cho đúng giá. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.